Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh có tuổi thơ khốn khó, ông bươn trải từ sớm với đủ nghề, trong đó có những lần nam nghệ sĩ gặp sự cố nhớ đời khi bán bánh ở bệnh viện. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là một trong những nghệ sĩ cải cầu gội với nền cải lương. Ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng từng đồng cấp với Tài Linh và tạo nên cặp đôi ăn ý suốt nhiều năm qua. Đặc biệt trong đó, vở Lương Sơn Bà Trúc Anh Đài để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả. Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, nghệ sĩ Vũ Linh hầu như ở ẩn. Mới đây nhất, nam nghệ sĩ quyết định không nộp đơn xét danh nghệ sĩ nhân dân. Ông nói với nghề đến với tuổi này, chỉ mong khán giả thương là đủ. Mới đây, ông gây bất ngờ với người hâm mộ khi chia sẻ về kỷ niệm thời trẻ. Nam nghệ sĩ bồi hồi khi nhớ về những bữa cơm thiếu thốn. Cụ thể ông nói, ngày còn trẻ, tôi ăn cơm với nước mắm chứ đâu có gì mà ăn. Nhà tôi cứ nấu một nồi cơm thật lớn cho mọi người ăn chung với nước mắm. Thuở bé, nam nghệ sĩ đã ra đời từ sớm để phụ giúp gia đình. Ông giúp anh trai của mình trong tuổi đi bán hàng kiếm tương đồng để giúp bố mẹ đỡ cực hơn. Trong những lần mưu sinh, ông gặp sự cố nhớ đời. Nghĩ lại, ông hài hước nói, lúc tới bệnh viện, thay vì đi bàn, thì tôi nằm trên băng ghế đá ngủ tiếp. Tôi ngủ một giấc, trong lúc mặt trời mọc luôn. Lần đó tôi về bị má ăn bánh bao từ trưa sớm. Lần đó tôi về bị má bắt ăn bánh bao, trừ cơm trừ sao giờ. Sau này, anh Tư bị bảo vệ bắt, mà nóng ruột quá nên thôi, không cho hai anh em đi bàn ở đó nữa. Ngoài công việc bán bánh bao, nghệ sĩ Vũ Linh còn đi bán nước ngọt để kiếm thêm thu nhập. Ông nói rằng, chủ yếu mọi người mua hàng là để bệnh nhân ở bệnh viện. Nhờ mưu sinh từ bé nên ông nói bản thân lúc đó cũng khá linh đời và có nhiều kinh nghiệm bán hàng hơn. Đặc biệt, ông còn nghĩ cách giúp gia đình bán đắt khách hơn sau khi chuyển sang nghề bánh cuốn. Một thời gian sau, nhà tôi bán bánh cuốn trang trải. Nhắc mới nhớ, hồi đó tôi bán bánh mà về bị chê bánh cuốn không có hành phi. Tôi để ý sao bà kia, bà bán đắt thế, thế đã leo lên cây, nhìn xuống từ nóc nhà. Thì ra bà làm bánh phi, ăn kèm với bánh cuốn, thế là tôi về mới kêu má làm theo, sau đó thì bán đắt hẳn. Hiện tại, dù sức khỏe không tốt, tuy nhiên cuộc sống của ông cũng không còn cực cực hơn trước. Nhớ lại thuở hành phi, nam nghệ sĩ luôn trân trọng và cho rằng để có thể nhào nặn một Vũ Linh cứng cỏi như ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.